Yeah, làm cái, no, let's make sure about this. Are you watching daddy iPad? Yeah, right? And this is your iPad. Why don't you watch this iPad? Tại sao con không coi iPad này mà con coi iPad của ba? iPad của ba coi đã hơn hả? Ok, so bây giờ mẹ lấy cái iPad này mẹ xài nha. Ok, this is gonna be my iPad, ok? Ok. And this is daddy's iPad. Ok, that is daddy iPad. Yeah, because this is my iPad. Yeah, because you gave mommy your iPad and this is my iPad. Yeah, you give me your iPad. And daddy took his iPad back. And where's your iPad? Do you want your iPad back? No, daddy's using his iPad now. So you have to use yours. Đúng rồi. Tại vì con cho mẹ cái iPad của con rồi con mượn cái iPad của ba, đúng không? Okay, so now you want to borrow daddy's iPad? Would you like to use daddy's iPad? Say daddy, please. Yeah, daddy, can I borrow your iPad? Say daddy, can I watch your iPad, please? Can you say it? Say it. Nói đi con. Don't cry. Nói ba ơi, cho con mượn iPad. Suck up your tears, go like this. Suck up your tears and say, daddy, can I borrow your iPad? Say it. Đúng không? Tại vì cái iPad của con. It's okay. She's just a little baby. Here you go, little baby. There you go. iPad, ai mượn cái iPad của con mà con cho mẹ ăn chi? Đó, cô chú coi cái coi nó phản ứng của nó kìa. Kêu nó xài cái iPad này, nó không chịu, nó muốn xài iPad của ba nó cho Ngọc cái này ha, nó cho Ngọc cái này. Xong rồi cái hả, nó kêu cho cái này thì mẹ lấy, rồi cái iPad của ba lấy, rồi con không có iPad nào, không nằm miếu. Chịu đời nổi không? Mà tại sao không biết nó không xài iPad này, chả hiểu nổi luôn. Không hiểu nổi luôn cuộc đời. Nó còng kềnh quá hay là nó ấy thì sao đâu. Không, cái iPad này nó cũng bị sugarware rồi. Vì sao? Tại bà đứng lên nè, bà đứng lên nằm bể iPad nè. Mà đi. Yeah, rồi với lại cái đi vô Apple Store thì người ta không có cho sửa kiến cái iPad chay bự lắm. Ai chay iPad đó là size bự nhất luôn. You gotta buy the new one. They said they can't repair it. No. You gotta buy a new one. Đó. Oh my goodness. Là phải. Thôi mẹ không có coi đâu, kệ mẹ đi. Con coi cái của con đi, con kêu mẹ coi chi vậy, cái iPad này giờ của mẹ nha. Bấm sao? Con chỉ mẹ bấm hả? Thằng sao? Con làm gì? Con mặc áo vô chứ con làm gì? No, put your shirt on. Put your arms in. Don't fall. Chuẩn bị tháng 9 này là có iPad mới ra này chị. Cái gì? Trời, nó hỏi cái tôi hết hồn, nó hỏi what's that? Hỏi cái gì á? JD, give me a hug. Daddy's gonna go and he's gonna be gone for half a day, so. Well, I'm gonna take her to the Vietnamese store to send out stuff. Baby, you brought it to my car, right? Yeah, I brought it to your car, baby. All right, baby. Mm-hmm. Hug daddy, hug. Hug. Rồi quay mẹ với ba hug cho cô chú coi rồi. You wanna record it. No, baby. Oh. Rồi quay mẹ với ba hug cho cô chú coi nha. Nó kêu hug nha. Rồi quay nè. Quay mẹ ba hug nè. Kiss. Trời đất ơi. Mà cô chú biết cái này ai mua không? Em. Cái này là ba nó mua đó. Trời ơi, nó thích vẽ cái mặt nó dày tại cô chịu đời nào thấy không? Trời. Con lấy điện thoại cho mẹ được không? Không hả? Trời đất ơi, coi đó.
nó là nó thích giày đó. Rồi mong mốt Halloween dễ y vậy luôn đi nha, khỏi đi mua đồ mua trang phục gì đó, cứ mặc bộ đồ này mà dễ y vậy đi Halloween. Ba nó mua đó, ba nó mua để vẽ cho, để vẽ mặt cho nó đó. Cái màu này là màu nước để vẽ mặt cho mấy đứa con nít đó, cho vậy đó. Coi được không? Mày ra mày nghe điện thoại coi. Con môi hả? Sao con này nó mê Halloween, nó mê vẽ cái kiểu này một cách kỳ lạ. Đưa mà bưa mẹ ơi. Màu gì? Ủa rồi vẽ trên mặt tại sao vẽ? Trời ơi chay ơi, cái video này còn mẹ đảm bảo cô chú là sẽ comment vô la mẹ này chay nè. Cô chú sẽ comment vô la mẹ tại sao để bé vẽ như vậy. Rồi đó, rồi làm giờ nó làm hơi bộ đồ. Mấy nè. Cái gì? Cái nắp đâu hả? Dạ. Đi ra đây mày lấy cho. Trời ơi, con test lên người tôi nữa nè. Rồi đi ra kia đi lấy cho. Ba cái bốn cái nắp rồi, cái nắp như đâu? Nắp đâu? Mẹ không biết, con bỏ nắp đây, nắp đây. Đó, ba nó mua cho nó đó, để không đi. Không phải, đúng rồi, cái đầu đó không phải đầu đó mới đúng. Ba nó mua cho nó để về vẽ mặt cho nó đó. Mà Ngọc hỏi là cái này có chùi được không? Ba nó nói chùi được. Mà chưa kịp giúp nó vừa nghe ba nó nói cái này để mua về vẽ mặt cho nó là nó gỡ ra. Nó vẽ lên mặt nó liền cô chú. Nó khỏi cần đợi ba. Màu yellow hả? Cái này là gọi là face paint. Là để vẽ cho mặt á. Trời ơi, bà vẽ eyeshadow kìa. Trời ơi, bà vẽ vòng vòng con mắt bà kìa. Ui chào ơi. Thấy gì chưa? Thấy gì không? Đó. Ê, không vẽ răng. Ai mà vẽ răng? Vẽ vậy vui chưa? Vui chưa? Ôi, bà vẽ đó, bà vẽ lại cho sống mũi cao đó. Vẽ lên mũi cho sống mũi cao đó. Trời ơi, bà kẻ eyeliner luôn. Kẻ eyeliner, kẻ ngồi chọt vô mắt bây giờ đó. Sáng tạo. Nãy rồi tụi nó tự sáng tạo, coi nó vẽ gì. Sáng tạo đi. Tự... Ê đó, không có lẻ lưỡi nha. Không có lẻ lưỡi nha. Baby, this video people are gonna be like, why did you let the baby paint on their face? They always have stuff to say, right? I mean, once in a while is fine. I want to see how she do it. Yeah. This is like. Ôi, cái mặt nó tối thui. Dễ ghi thành bao công luôn rồi. You want a french fries? Vậy đi, take a bite. Lấy khăn giấy ra. Chút nữa là vô là lấy nước là rửa mặt nè. Ủa sao giờ chùi? Ủa vẽ xong đã sao giờ chùi? Chùi chi để cho đẹp chứ vậy, chùi chi nữa? No, I'm not gonna wash it. Không, mẹ có chùi đâu, để gì cho đẹp. Chùi, không có chùi để. Nó đã rồi nó ra, nó xé giấy, nó chùi. Vẽ cho đã rồi tự động ra xé giấy chùi. Ủa vẽ để về cho đẹp. Tối mày ngủ mày kế bên mày nằm, hay mày ngầm kế bên mày ngủ mày hết hồn chơi. Hồi nãy giờ con kể cho mẹ nghe coi, hồi nãy giờ con vẽ được cái gì? Con vẽ được gì con kể mẹ nghe coi. À. Yeah, you show me. À, vẽ lên tay á hả? Ừ. Rồi sao nữa? Quay sao? Rồi con sáng tạo cho mẹ coi con vẽ được gì đâu. Trời ơi, bà làm sao? Cô bả kìa. Cái này không phải là thường xuyên. Cái này là Ngọc muốn coi thử, con để coi thử coi nó vẽ cái gì. Nó đang tự sáng tạo cái gì mà nó đang nghĩ gì trên đầu nó. Trời, nó vẽ Spider-Man, nó vẽ người nhện đó, cô chú thấy không?
Nó có một cái suy nghĩ riêng ở trong đầu của nó là nó đang vẽ cái gì. Nó đang vẽ Spider-Man là người nhện. Còn cái mặt con là người gì? Nhưng mà cái mặt con là người gì? Người ngợm. Nè, ăn vô miếng nè. Khoai tây chiên. Mà tính ra Đào Chay rất là thích vẽ mặt nè. Đó, rất là nhờ như vậy mình mới biết được đó. Nó rất là thích vẽ mặt nó, màu này màu kia. Cái này là lần thứ hai nó vẽ kiểu này rồi đó. Nó thích, nó thích. À, con Chay nó cũng lạ ha. Chay là mẹ thấy là con lạ đó nha Chay nha. Đó. Đó, tay khác vẽ, vẽ mặt xong rồi tới vẽ mặt xong tới vẽ tay. Không, 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 đừng vẽ tay. À, mẹ Sơn dùm bàn tay này. Nó kêu tôi Sơn đừng đó, móng tay này nè. Rồi, để Sơn dùm cho. Anh ngón này, ok, ngón này. Rồi, trời ơi, nó giặt ra cho tôi Sơn luôn kìa, có được không? Rồi, ok. Rồi, ngón nào nữa? Ngón này. Ngón này chưa được hả? À? Rồi, xong rồi. Ừ. Ngon tới ngon út nữa hả? Thế thôi. Rồi. Vui không? À. Con được trở về chính mình chưa? Con được trở về chính mình chưa? Con được trở về với thế giới của con chưa? Hả? Chay tính ra là người mà được tự động khám phá nhiều nhất luôn á. Trời ơi, giờ dễ xuống tay chơi. Chân nữa nè, trời ơi, nó giặt lên dễ xuống chân nữa nè. Thấy coi nó dễ gì nha. Rồi, màu xanh. Màu green. Xong rồi giờ tới gì. Để in nó đi, cho nó chơi. Nó đang chơi cái này luôn, lỡ rồi mà. Lỡ rồi đâu sợ ghẻ đâu chơi hả. Coi nó dễ gì. Chơi xong lần này là đem dục á. Thỏa đi, cứ thỏa chí đi, chơi cho đáng đồng tiền đi. Sơn móng tay luôn ạ. Trời ơi, người nhện, Sơn móng tay móng chân. Đẹp quá. Hay lắm bồ ơi, trời ơi, cái chân trắng ghê, chân không có cộng lông nữa. Ủa chân xài gì mà không bao giờ. Chân xài dao cạo gì mà không có cộng lông à. Ngắp bỏ vô. Xoắn tổ đi. Ưng xoắn tổ chi xoắn tổ đi. Ưng trải nghiệm chi trải nghiệm đi. À, nè giờ muốn vẽ với lòng bàn chân luôn. À. Con vẽ với lòng bàn chân để làm gì á? Làm gì? Tôi biết con vẽ với lòng bàn chân để làm gì nè, tin không? Con vẽ xong cái định lên tường. Đó. Nhột không? Nhột không? Ừ. Rồi ăn xong là mẹ là làm xong là mẹ bóc con vô tắm ngay chay nha. Mẹ giặt con đi, mẹ giặt lông con như giặt lông vịt vậy đó. Đó, đó vậy hết lòng bàn chân luôn, được không? Ừ. Quá được rồi chứ nữa. Vậy đầu gối luôn à. Đậy vô đàng hoàng, vẽ xong là con ta đậy vô đàng hoàng. Thôi, nắp theo, dây nắp theo. Nắp nè chị hai. Chị chơi xong mà chị cứ hỏi em không. Không biết cô chú ở nhà có cho mấy bạn chơi giống y như chơi không ta. Chứ mà mấy bạn nhỏ mà xem chơi là thấy chơi chơi vậy là đảm bảo mấy bạn nhỏ thích lắm nè. Đảm bảo luôn. Tại vì cái này là cái trò chứ không mấy bạn nhỏ mà. Mấy cô chú lớn thì chị trời đất ơi chạy ơi chạy giờ quá chạy ơi. Chứ còn mấy bạn nhỏ là rất là thích thú. Chay đang làm cho mấy bạn nhỏ coi đó. Nhưng mà đặc biệt cái kênh chay cũng có rất là nhiều bạn nhỏ thích coi nha. Anh chị đồ này kia rất là thích coi chay nha. Lớn tuổi hoặc là bằng tuổi chung. Hoặc là lớn hơn mấy tuổi. Đó. Anh chị nói mẹ của mẹ với ba của anh chị cho đi mua màu này để vẽ đi. Mẹ với ba mẹ của anh chị ba mẹ của mấy bạn
có cho mấy bạn dĩa gì không ta? Thử một lần đi. Hả chay ha. Đó, cái chân con đâu có ai mà có cái chân mấy màu không? Màu này là màu cam nè, màu xanh nè, màu blue, màu da xanh dương nè, màu vàng nè, màu tím nè. Ồ, nó vẽ hết cái chân nó luôn. Bà ngoại chay hồi nãy, bà ngoại chay thấy bà ngoại nói trời đất ơi chay ơi, con lên con xóa giùm bà ngoại cái chay ơi. Ngoại bên ngoại nó mới la đất thì đó. Mẹ là mẹ cho chay tung hành khám phá hay chay hả? Mẹ với ba chay khỏe re. Chay là wild and free mà. Mà tại vì sao? Mỗi người có mỗi cái cách với lại có mỗi tư tưởng dạy con khác nhau. Giống như có người thì hả muốn đút cho con nó ăn để cho nó khỏi tự đút rồi nó dơ dái rồi văng tầm lum. Còn có người thì cứ để im nó cho nó tự ăn gì ăn. Thôi giờ vẽ đồng hồ đó, giờ vẽ đồng hồ đó, con vẽ đồng hồ coi. Chay, con vẽ đồng hồ lên tay con coi. Giống như ngày xưa bà Hai ở chung với Ngọc á. Cái bà Hai cứ bà Hai muốn cho chay ăn. Cho chay ăn để đút từng muỗng vậy đó. Còn Ngọc á thì Ngọc lại muốn cho chay tự ăn. Tại vì lúc đó nó đi học nhà trẻ đó, nó đi học nhà trẻ bữa đi gửi đó là hả nó ngồi trong lớp nó phải tự ăn mình nó. Mà nó ăn một mình thì dơ thiệt. Nó ăn một mình thì dơ thiệt đó. Nhưng mà nó thấy nó hay. Nó hay hơn. Nói chung là khác nhau, mỗi người có tư tưởng dạy khác nhau nên không có nói ai là đúng ai là sai được hết. Tùy theo hoàn cảnh, tùy theo ý thích của mỗi người thôi. Bởi vậy mới sinh sản ra trong cái xã hội này nhiều những cái con người với những cái cá tính khác nhau. Cái tư tưởng khác nhau. Việc làm khác nhau luôn. Như vậy thì cuộc sống nó mới muôn màu giống như cái chân của chay đây. Muôn màu muôn vẻ. Đó, chơi xong chưa? Không có xong. Ủa không có xong hả? Ủa chưa xong luôn hả? Ôi đất ơi, chưa xong. Mày nhìn mẹ cười cái coi, nhìn mẹ cười cái coi. Chơi nhìn mẹ cười cái coi. Halloween rồi là mẹ cho vẽ y vậy nghe chưa? Yeah. Không có mua đồ mua đạt gì nghe chưa? Halloween cứ vẽ y chang gì cho mẹ. Là con là lạ nhất luôn chứ không ai mà Halloween mà lạ như con vậy. Lông chim ảnh. À. Rồi bây giờ sơn móng chân mỗi màu nè, đó sáng tổ chưa? Móng này màu cam, móng này màu vàng, còn móng này là màu tím nè, đó nó đang sáng tổ đó, cô chú thấy chưa? Đúng rồi, đó sáng tổ. Đắp sao? Ai nữa, hỏi đắp nữa. Yeah. À. Quá sáng tổ. Trừ màu chi? Ủa màu cam có rồi. Giờ chỉ cần màu xanh dương với lại màu blue thôi, màu green thôi. Đúng rồi. Rồi, bây giờ sẵn sàng chưa? Yeah. Are you ready? Yeah. Take off your clothes. Con cởi đồ ra đi. Mama, take off. Giờ con cởi đồ ra, con muốn vẽ hết người con luôn phải không? Mama, bây giờ con muốn vẽ hết người con luôn phải không? Rồi dễ bụng đi. Rồi mẹ dễ cho con phải không? Ok để mẹ dễ cho. Lấy tay ra. Lấy tay ra để mẹ dễ nè. Nhột không? Rồi mẹ dễ nè. Lấy tay ra để dễ cho con mắt nè. Mũi nè, cái miệng nè. Con vẽ gì chứ?